Sao chị mua nhiều khẩu trang thế này? NANI? Đéo tin. Ok, chào anh em nhá. Mình sẽ tốt 1 đây. Hôm nay thì Grab đã được mở Grab Buy rồi. Chúng ta mở được mấy hôm rồi cơ. Thì hôm nay quyết định là cho anh em một cái video xem mùa dịch này thu nhập của tài xế có bị thay đổi không nhá. Ok. Lâu lắm rồi không ra clip. Tại vì bình thường mình chạy giao hàng thì chỉ có mỗi mình thôi ấy, nó không vui ấy. Nên là mình cũng không muốn quay, cho nên là hôm nay mở lại tính năng Grab Buy thì mình sẽ quay lại clip cho anh em xem. Bình thường thì mình hay chở khách ở chỗ này. Đây là đoạn đầu Tố Hữu nhá. Mà không biết là có được chở một em xinh gái nào không, tại vì lâu rồi mà không được chở người. Hôm nay đói rồi. Lượn. Hôm nay khoe với anh em là mình có xe mới nhá. Xe này mình chạy Grab chính luôn nhá. Con Goya mình trả về đây sản xuất rồi. Chị Goy. Mình đi từ mấy giờ ta? Đành bật phút lên. Má này ứng dụng lỗi hay sao anh em ạ? Holy fuck. Bật phút ứng dụng rồi. Oh my god. Đợi tiếp. Ở đây có KFC nè. Có vợ ông vàng. Đợi đi. Trong Thái Hà cũng là khu dân cư. Đợi đi. A few minutes later. Đủ má chơi một hồi lâu nó cũng nổ. Vãi cả đây. Đốt tem mắt đúng đa. Đây à? Đúng không ta? Em đi ngõ dốc nhất. Ok, cảm ơn nhé. À, chị ơi, mình có một đơn hàng gửi về ngõ dốc nhất phải không nhỉ? À, ngõ Giáp Bát ạ? À? À, vâng, chị đợi tí nhé, em đang qua đây. Tôi gọi không nghe máy. Buồn thế. Không nghe máy. Chua vào. Chua. Bộ Y tế đề nghị mọi người dân không ra khỏi nhà khi không thật cần thiết. Ok. Quý khách vui lòng để lại lời. Chị ơi. 15 minutes later. Dạ. Cháu giao đồ cho chị Ngọc ấy. Chú đọc cho cháu cái đuôi số điện thoại của chị ấy được không? Để cháu xác nhận là đúng ấy.
điện thoại đấy. Vâng, số điện thoại của chị ấy. 09 bao nhiêu đấy để ta lấy. Vâng vâng vâng, chú cho cháu xác nhận với. 8009. 8009. Chú nhận được cháu. Quay quay. Mày em lần từ sáng rồi nổ đúng một cuốc. Mày kim mà nổ trước đăng vàng đi mà lại kim. Mày tránh. Nay vẫn nổ đều à? Bình thường nổ mấy. Em nổ đúng một cuốc luôn. Đây là cuốc này cuốc thứ 6, cuốc bài. Toàn bài 6. Toàn bài à anh? Ngon nhỉ? Em đang kiếm cuốc bài vậy. A few minutes later. Đây nổ cuốc, để xem nào. Phút phút phút. Đi trước này. Bạn cho mình đơn. Cho em đơn 021. Một set 1 anh chờ chút. Dạ vâng. Anh có nhà mình có gì nhỉ? Cái bát đũa dùng một lần không anh? Có ạ. Cho em 6 bộ anh nhé. Vinh ơi, 6 bộ bát đũa dùng một lần nhá. 6 bộ bát đũa dùng một lần. Vâng, bị bát đũa dùng rồi đấy ạ. Vâng ơi. Bát nhậu là phải chờ đợi. Đừng dùng. A few minutes later. Ủa, không có cái gì để ấy này. Đây là đây hả? Winner đời mới không? Winner đời mới anh. Winner đời mới. Anh treo dưới này. Treo dưới này. Khoai. Có những ngày nó khoai như này đấy. Không phải ngày nào màu hồng đâu. Chị ơi, chị ở số nhà 11A à? 11B em ơi. 11B à? Vâng, chị ra lấy hộ em với nhá. Ừ. Cũng trong 19 gì? 19 chắc là tầm 420. Hên xui. 1.000 trả thua rồi. Cái chính là 30 ngọc. Của anh 419 gì đấy anh ạ? Rơi tiền ở dưới đây. Ôi rồi à? Gì đấy? 2, 4, 6. Như hình ạ. Đủ cho anh. Vâng. Ok, cảm ơn nhé. Nhân tiện cho anh em xem qua xe của mình luôn. Xe của mình chả lên gì cả. Lên mỗi một cái này. Có dây sạc luôn, cáp sạc luôn. Với đèn chiếu sáng. Sâu luôn nhá. Bây giờ cốt này. Đẹp không? Bấm xem bên này thì nó là pha này. Đấy, cái đèn này, cái đèn nó gọi là chống sương mù. Xe mình thì mình cũng chả dám chống xước gì cả. Xước thôi, thay cái mới. Và nhiều anh em bảo là xe mới chạy xe sót. Thì mình thấy là mua xe để phục vụ mình thôi mà. Mua xe để nó phục vụ mình nhưng mình không phải phục vụ nó. Bây giờ chả nhẽ cứ cất nhà. Hôm nay đếch ổ rồi anh em ạ. Thấy nó có một cái gì đó mà nó khó nổ lắm. Mẹ không ai chán đấy nhở? Cả camera hành trình nữa cả.
Vậy an toàn anh ạ, sống chết biết được. Nói thật đấy, em được uống hai cuốc mà mẹ, một cuốc food với một cuốc giao hàng gấp bẩn. Dạ, yeah. Ngoài được không? Không, không được một đồng nào luôn. Con nick này mới, là bao nhiêu đấy em? Dạ. Vâng, con này. Em mua 43 cả giấy. Hả? 43 cả giấy. Cũng rẻ nhở? Rẻ mà, nó giảm bao nhiêu rồi? Cũng rẻ vãi đái luôn ấy, mình tưởng phải năm mấy. A few minutes later. Ai nổ rồi? Anh nổ à? Siêu tốc nè, được. Anh về Trung Văn à? Hay chéo cánh cái nhỉ? Bao nhiêu anh? Đơn anh bao nhiêu? 4 xịt à? Ê, đi thẳng vành đai 2 là về luôn. Nhưng mà có anh ví ở đâu nữa? Hình như là cái thùng kia thì phải. Ôi địt mẹ đúng luôn. Vãi cả lên. Selfie cái. À, mày buôn lậu à. Khẩu trang à. Mày chết. À. Đủ mơ. Anh cứ khóa này thôi, em xả cái này. Tiền ai gửi em hay anh? Hả? Tiền với chị đồng. À mà có cái chẳng rồi. Một đường cơ bản. Anh giữ rồi em Phan. À. Chị đeo khẩu trang phải không chị? Của chị 55.000. Oh my god. Cho chị mua nhiều khẩu trang cái này. Ừ. Nani? Đéo tin. Ôi dùng ạ. Ôi giời. Em cảm ơn nhá. Sao khi cái này. Hôm nay có lẽ clip của mình đến đây thôi. Hôm nay chạy nháp cho anh em xem mùa dịch nó chạy nó khó như thế nào. Và cái lượng khách của mùa dịch nó như thế nào nhá. Nếu thấy clip của mình hay thì đừng quên like và chia sẻ giúp mình nhé. Còn từ giờ đến tối thì mình sẽ cố đạt 250 ngọc nghỉ sớm. Mai mình sẽ chạy full. Ok. Chào anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em.